Bên em bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tiền tỷ, và bây giờ giá để cho toàn thể các bác mình với chiếc xe này chỉ còn là tiền trăm, và hiện tại bên em bán chỉ có là hơn 100 triệu đồng các bác nhá. Xe vẫn còn rất là đẹp luôn, một mẫu xe sang trọng đến từ châu Âu. Vâng, một mẫu xe Mercedes 180 các bác nhá. Vô lăng của xe đây, các bác nhìn xem, vô lăng của xe vẫn còn rất là đẹp và vẫn còn rất là mới đây. Đấy, và với thiết kế là cần số tự động các bác nhá. Đấy, táp lô táp ni của xe vẫn còn rất là đẹp và vẫn còn rất là sang trọng luôn. Hoàn toàn ở khu vực táp lô táp ni này được thiết kế là bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Rất là nhiều tính năng an toàn và rất là nhiều option được thiết kế ở trên chiếc xe Mercedes này của bên em. Vâng, nội thất da xịn cao cấp. Các bác nhìn xem táp ni cánh cửa của nó này, da nó vẫn còn rất là mới luôn, mà thậm chí đẹp hơn cả những chiếc xe tiền tỷ. Nhiều con xe mà vài trăm triệu, nhiều con xe gần 1 tỷ đồng, em thấy được là cái chất liệu da của nó đấy ạ. Nó ngồi nhiều mà. Đấy, không đẹp bằng con xe này của em tiền trăm luôn các bác nhá. Đây nữa này các bác nhìn này. Đấy, chiếc xe vẫn còn khá là mới so với đời luôn đấy các bác ạ. Một dàn lốp dày. Đấy, vâng. La răng đúc của xe đây các bác nhìn xem này, la răng đúc theo xe các bác nhá. Và đây là hàng ghế phía sau, các bác nhìn xem. Ghế ngồi không nhiều cho nên là nó vẫn còn được đẹp như thế này. Ghế theo xe luôn đấy các bác nhá. Đấy, theo xoay luôn. Chỗ này có một cái vị trí để cho mình tì tay và là đựng nước ở đây luôn. Có cửa gió thổi về hàng sau đây luôn này. Và có rèm che nắng nữa các bác nhá. Vâng. Đây. Và âm thanh loa đài đây các bác nhìn xem, là đây có một đôi loa này. Loa âm thanh nghe tuyệt vời luôn các bác nhá. Và cái gối đầu này mình có thể nâng lên hạ xuống bình thường được các bác nhá. Đây. Đấy. Vâng. Nâng như này. Túi khí an toàn nằm cả ở chỗ này nữa luôn các bác này. Xung quanh xe luôn đều được thiết kế là có túi khí an toàn các bác nhá. Tất cả những phần tắp đi cánh cửa các bác nhìn xem vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, trên 100 triệu đồng một ít thôi thì toàn thể các bác mình, tất cả các bác đã có thể mình mua được chiếc xe Mercedes 180 này của bên em rồi các bác nhá. Còn đây là phía sau của chiếc xe. Đây, phía sau đây ạ. Nhiều con thì em thấy là cũng đã được độ lên đèn của những chiếc xe đời 2015-16 rồi, nhưng con này của em nó vẫn là đèn nguyên bản các bác nhá. Với thiết kế là biển số Hà Nội và biển số rất đẹp luôn. Đấy, 31535, toàn số 3 với số 5, số 1 thôi đúng không ạ? Biển rất đẹp và dễ nhớ. Và đây là phần bên ngoài, các bác nhìn xem với lớp sơn rất là bóng mượt. Và khung sườn tôn vỏ của xe dày lắm, cứng lắm và rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, lốp của xe đây các bác nhìn này. Đấy, lốp rất dày luôn này. Chiếc xe mà em mua của chính chủ người trên Ba Đình sử dụng. Và bây giờ đã bán lại cho bên em. Xe mà người ta đi rất là giữ gìn, rất là cẩn thận. Không mấy khi mang ra để sử dụng các bác nhá. Đấy, không mấy mang ra để sử dụng đâu, cho nên là chiếc xe vẫn còn khá là mới so với cái đời. Vâng, và anh chủ trước cũng rất là chăm chút về xe. Đấy, thay dầu thường xuyên, bảo dưỡng thường xuyên. Cho nên là bây giờ chất xe nó vẫn còn rất đảm bảo, đặc biệt là máy và số của chiếc xe các bác nhá. Còn rất là đảm bảo luôn. Tất cả những cái phần tắp lên cánh cửa các bác nhìn này, rất là sáng và mới luôn này. Đây, chỗ này thì bẩn lâu cái nào đã hết luôn rồi các bác nhá. Vâng. Gương kính điều chỉnh điện được làm ở khu vực này, và các bác nhìn xem những cái nút bấm ở đây là chưa bị thiếu mà chưa bị mất này. Và đây công tắc chỉnh đèn các bác nhá. Đấy, ghế điện và ghế da, ghế điện và ghế cơ kết hợp. Vâng, tem mác của xe vẫn còn đầy đủ nguyên zin nguyên bản đây. Và có chế độ đi ga tự động được nằm ở trên chiếc xe này các bác nhá. Và đây là gương kính, đây là gương chỉnh điện và đây là đèn chỉnh điện các bác nhá. Đèn được bật công tắc này. Vâng. Đây công tắc bật đèn đây ạ. Gương chỉnh điện đây các bác nhá. Đấy, ghế da lái của xe đây. Đấy, ghế lái đây. Ghế lái ngồi nhiều như vậy thế mà nó vẫn còn được như thế này. Đấy, đúng không ạ? Vâng, một vòng xung quanh cho các bác xem nhá. Các bác ngồi thành tay nhấn cho em xin những cái lần like, những cái lần tim và những cái lần chia sẻ nữa. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Đấy, mời các bác qua địa chỉ 90.2 Trường Chinh để xem xe bên em và những mẫu xe khác bên em các bác nhá. Rất nhiều xe để mình chọn lựa luôn. Vâng, đây là phần đầu của chiếc xe mà em hiện tại đang review cho toàn thể các bác ngắm. Đây. Cặp đèn pha của xe, các bác nhìn xem vẫn là cặp đèn pha zin. Đấy, chưa đánh các bác nhá. Nếu đánh đi thì nó sẽ còn sáng hơn và đẹp hơn và sẽ mới hơn các bác nhá. Sơn xi của xe rất là bóng mượt rồi. Hiện tại thì đang bụi một tí. Đây các bác nhìn xem. Đang có bụi bụi một tí này. Đấy, nếu mà phủi bụi đi ạ thì là chiếc xe nó sẽ bóng hơn rất là nhiều các bác nhá. Và đây lốp thì các bác này. Đấy, lốp đây, đa răng đây đẹp chưa? Phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS 4 bánh, chế độ rất là an toàn. Đúng không ạ? Với cái biển Hà Nội này các bác mình có thể để nguyên biển, mình cứ thế để sử dụng được, không cần phải sang tên đổi biển làm gì các bác nhá. Đây là phần đầu của xe, logo của xe được làm ở trên phần cabo đây.
Đây, cabo đây các bác nhá. Đấy, đèn đây. Đấy. Đèn đây, đèn xịn đây các bác nhìn này. Đấy, lốp là răng tiếp theo của xe đây các bác nhìn này. Đấy, một bộ lốp đã bao nhiêu tiền rồi đúng không ạ? Các bác mua chiếc xe này mình lợi được cái biển Hà Nội và lợi được thêm đấy là một cái dàn lốp rất là dày như thế này. Vâng. Một dòng xe tiền tỷ bây giờ giá chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Nhiều bác chưa biết đến, nhiều bác nếu mà không biết đến thì nhiều bác sẽ không tin đấy là giá nó chỉ có như vậy đúng không ạ? Bác nào mà chưa biết đến thì mình cùng nhau tìm hiểu các bác nhá. Và cùng nhau đây, cảm nhận đây các bác xem cho em. Các bác lại tiếp tục đồng hành em trong những cái video tiếp theo. Vâng. Đăng kiểm của xe đến cuối tháng 3 năm 2023 các bác nhá. Có xin nhan báo rẽ trên gương đây. Và kính của xe thì các bác thấy là cũng đã được bọc dán toàn bộ xung quanh rồi đúng không ạ? Và kính của xe là không bị xước, không bị xấu các bác nhá. Đây, sơn si của xe rất là bóng mượt, thân vỏ hoàn toàn không lỗi. Một chiếc xe đẹp như này nhưng mà không có lỗi đâu các bác nhá, chứ không phải là bảo là bán rẻ mà có lỗi, mà hoàn toàn là không có lỗi đâu các bác ạ. Bên em bao lỗi, bảo hành lỗi cho toàn thể các bác luôn. Đấy, bên em hiện tại đang có trên 100 chiếc xe các loại và xe nào cũng được bảo hành cho toàn thể các bác nhá. Cột kèo linh bấm xe là vẫn còn nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Không tai nạn, không đâm đụng và không ngập nước, cũng như là không thủy kích, và về vấn đề pháp lý an ninh sẽ là chuẩn chỉ cho mình yên tâm các bác nhá. Vâng, vào đây các bác nhìn xem, đối với phần mép cánh cửa của xe nó còn được như thế này luôn, nó còn được đẹp như này luôn các bác nhìn này. Đấy, đẹp như này luôn này, keo chỉ này, gioăng cửa này, gioăng đều là gioăng xịn các bác nhá. Gioăng rất là dày và dẻo dai, rất khó để mà hỏng mà rách. Đấy, phần tắp đi cánh cửa đây, da các bác nhìn xem, nhiều con em thấy cái phần da này nó bị ố rồi, nó bị xấu rồi, nó bị kiểu là nó bị xuống cấp theo thời gian đấy ạ. Thế nhưng mà đây các bác nhìn xem này, những cái phần tắp đi cánh cửa rồi những cái đồ nhựa đây, nhiều con nhá, chỗ này em thấy là cũng đã bị gãy hết rồi đấy ạ. Nhiều con mẹc chỗ này bị gãy hết rồi vì nó mún mà. Những con này của em nó vẫn còn nguyên đây các bác nhìn này. Các bác cứ nhìn những con khác và so sánh sang con xe này của bên em xem con xe này của em nó có thực sự đẹp hơn không các bác nhá. Khẳng định với các bác là cực ít những con xe mà được đẹp như này trên thị trường luôn. Đấy, bác nào mà kinh tế khó khăn, đang có tầm tiền hơn 100 triệu muốn mua một chiếc xe sang để mình sử dụng thì đây rồi, con này là để cho mình mua sử dụng đây rồi các bác nhá. Đây em quay kỹ, quay gần một chút đây, các bác nhìn xem tem mác của xe vẫn còn nguyên, ốc vít các bác nhìn xem là chưa bị tháo vặn. Đấy, móc khóa thứ của xe vẫn còn đẹp. Đấy, ghế của xe đây là công tắc chỉnh điện và có cả công tắc có cả cái cần cơ này các bác nhá, cần cơ màu đen này các bác này. Đấy, và sàn đây các bác nhìn xem, sàn nó là sàn lý. Đấy, lý đây, lý vẫn còn rất là sáng đẹp đây. Đấy, ghế da xịn nguyên bản theo xe em quay rồi, rồi em quay lại thêm cho bác mình một chút nữa. Chỗ này là có một cái cốp đồ các bác nhá. Đấy, cốp đồ này. Đấy, bên trong đây thì có một số giấy tờ của chủ trước để lại, và đây có cái gì đấy. Vâng. À đây, đây là cái tập sách hướng dẫn sử dụng cho chiếc xe mẹt này nhá. Đây, sách hướng dẫn sử dụng của chiếc xe này nó vẫn còn nguyên đây các bác này. Đây. Vâng. Mẹt C-Class. Kinh thật đấy. Vẫn còn giữ nguyên được cái bộ này luôn đấy các bác ạ. Và đây là bên trong nhá. Em thấy được là những con xe mẹt mà giữ được nguyên được cái bộ giấy tờ như vậy là không có nhiều đâu. Em gần như là mới biết, và em thực ra là em biết là mới biết được có hai con mà có giấy tờ như vậy thôi, chứ còn bình thường ra là không có đâu. Em mua dòng xe này rất là nhiều rồi. Đầu đài giải trí nó cũng là nguyên bản theo xe các bác nhá, âm thanh nghe tuyệt vời và có chức năng chỉnh rèm tự động đây. Rèm che nắng mình ấn đây nhá. Đấy, vâng, xin nhan đi thẳng đây. Đấy, khóa kính cửa đây, khóa ghế đây, cửa gió đây. Đấy, vâng, điều hòa nóng lạnh của xe đầy đủ. Và đây là công tắc bấm chỉnh hệ thống điều hòa ha. Điều hòa hai vùng độc lập các bác nhá. Rất là hay như vậy. Và chỗ này có một cái vị trí cho mình để mình đựng đồ này. Đấy, cần số tự động đây. Đây đựng đồ đây, chìa khóa đây các bác nhá. Cốp đồ đây nhá. Đấy, cốp đồ mình mở cho em là hai chế độ liền. Bộ lăng lái của xe rất là chuẩn luôn các bác ạ. Vâng, đây là phần tắp lô, có gương chống chói, đèn trần, và trần lý của xe vẫn còn rất là mới như thế này. Đây, rất là mới như thế này. Đẹp chưa ạ? Các bác cùng cảm nhận. Các bác thấy xe đẹp, các bác cho em xin những cái lần tim, những cái lần like và những cái lần chia sẻ nhá. Và các bác nhìn xem những cái gioăng của nó này. Những cái gioăng của nó thậm chí còn không bị bẩn và không bị ố, không bị xấu vàng này. Các bác nhìn xem này, gioăng nó đẹp chưa? Vẫn còn trắng phau đúng không ạ? Đấy, nóc đây. À, kia thì em cũng có một con xe mẹt C200 nữa màu đỏ cái nhá, nhưng mà đời cao. Mà đời cao các bác nhá. Vâng. Và tiếp theo, nói chung là video này thì em sẽ quay dài một chút, em sẽ quay kỹ một chút để các bác thấy được cái độ đẹp, độ mới của cái chiếc xe mẹt C180 này của bên em các bác nhá. Các bác nhìn này.
cái đồ da, cái đồ nhựa nó còn được đẹp như thế này luôn cơ mà. Các bác nhìn này, nó là quá đẹp đúng không ạ? Quá đẹp cho một chiếc xe. Con này của em đời 2003 các bác nhá. Máy của xe thì chỉ 1.8 thôi, nhiên liệu của nó chỉ loanh quanh tầm khoảng là 7 đến 8 lít, tầm khoảng trên dưới 7 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Rất là thấp và vừa phải đúng không ạ? Đấy, còn đây là các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn này, đẹp chưa? Vị trí da này nhá. Đấy, da này vẫn còn rất là mới đây. Đây, da này còn rất là mới nhá. Đấy. Rất là mới luôn này. Được chưa ạ? Vâng. Đây nữa này các bác này. Vâng, đây nữa này. Đẹp chưa ạ? Lòng trong thậm chí vẫn còn sơn zin. Khóa của xe các bác nhìn xem, vẫn còn rất là sáng đẹp, rất là mới luôn. Gioăng cũng vậy. Chi tiết đầy đủ. Đúng không ạ? Chi tiết đầy đủ để các bác thấy được cái độ mới, độ đẹp của chiếc xe này bên em các bác nhá. Và cái tấm kia thì để em thiết kế luôn nhá. Vâng, đóng cửa lại cho mình. Mình xem phần form vỏ bên ngoài chiếc xe mà khi đóng cửa lại nó sẽ như thế nào. Các bác thấy thì cửa đóng rất là nhẹ và khít đều, đúng không ạ? Thân vỏ căng vì không lỗi mà. Hơn 100 triệu bạc mà đẹp quá đấy mất. Chiếc này của em thì đúng là chỉ mất đời thôi, chứ còn thì về chất lượng của xe vẫn chưa bị mất, chưa bị kém các bác nhá. Thậm chí có thể so sánh được với những chiếc xe đời cao hơn, hơn nhiều luôn đấy ạ. Và thân vỏ các bác nhìn xem này, rất là căng bóng, rất là mịn này. Đấy, rất là phẳng này, đúng không ạ? Mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường đầy đủ nhá. Chỗ này có camera lùi đây. Đấy, đèn đó một xe các bác nhìn xem, đèn rất là sáng đẹp này. Cốp sau to rộng để đồ được rất là nhiều luôn đây. Đấy, cốp đây các bác nhá, đây là phía cốp. Đấy, phía cốp đây. Và các bác nhìn xem cái khu vực cốp này, lý của nó vẫn còn đẹp nguyên đây. Đấy đúng không ạ? Lý nó vẫn còn rất đẹp. Lốp dự phòng của xe được đặt ở phía dưới này. Xe mẹc sờ vỏ đã sướng rồi, rất là dày cứng luôn. Mà nó có cái mùi thơm đặc trưng của nó các bác nhá. Các bác nhìn xem từ cái gioăng cửa này nữa. Cái gioăng cửa này nó rất là dẻo dai này. Đấy, rất là dẻo dai luôn. Và gioăng này dày nhá. Gioăng này rất là dày luôn đây các bác nhìn này. Đấy, vào đây các bác nhìn xem này. Keo chỉ cánh cửa nó này, zin toàn bộ các bác nhá. Đây chỗ này thì các bác nhìn nó sẽ được sáng hơn. Cái cánh này này, nhìn sẽ được sáng hơn. Bốn cánh của nó đẹp đều như nhau, đẹp như thế này luôn, nó mới như thế này luôn các bác nhá. Không có cánh nào mà bị xấu kém cả. Nó là một, thực sự là một con xe quá đẹp so với đời, đúng không ạ? Những cái da này các bác này, đây da, tất cả bằng da các bác nhá. Tất cả cái phần tắp đi cánh cửa này đều bằng chất liệu da hết. Và các bác nhìn xem, nó mới đều như nhau hết như vậy. Nhìn sướng mắt luôn, đúng không ạ? Toàn bộ cái công tắc này cũng chưa bị thiếu một cái công tắc nào các bác nhá. Đấy, và đây vách cửa này. Đây lòng trong đây, các bác nhìn này. Quá đẹp rồi, đúng không ạ? Đúng là các bác nếu mà chê được con này nữa thì các bác sẽ rất khó để mà mua được những con xe khác các bác nhá. Rất khó luôn. Các bác đang có tầm tiền dưới 200 trên 100 triệu đồng, các bác mình hãy xem thật kỹ chiếc xe này và đưa ra quyết định thật nhanh để sở hữu nó các bác nhá. Chậm là không còn, nhanh thì mới còn, chậm là không còn đâu các bác ạ. Túi khí an toàn đây này các bác này. Đấy, ra đây. Tay cầm, tay nắm, tay bám đây. Loa đây. Nỉ đây. Công tắc đây. Loa đây. Vách đây các bác nhá, vách cửa đây nhá. Đấy. Tem mác đây. Đây. Đấy, được chưa ạ? Rất kỹ nữa, đúng không ạ? Gạt mưa đây. Phím điều khiển nằm ở hai bên. Chỗ này có ga tự động Cruise Control các bác nhá. Vâng. Đây, tắp đô bằng chất liệu da, sờ rất là sướng luôn, đúng không ạ? Ok nhá. Rồi, như vậy thì xong phần nội thất bên trong cho chiếc xe mẹt C180 này. Đấy. Cửa đóng chắc địch và rất là êm. Anh cứ xem đi. Cứ xem xe đi ạ. Vâng, rồi ok. Đấy thì về vấn đề thân vỏ xe đây này. Các bác nhìn xem, sơn si rất là căng đều mượt mà, bóng bẩy, form nó còn rất là đẹp luôn, phẳng phiu đúng không ạ? Form đẹp như này luôn thì các bác này. Về mình không cần phải làm gì cả nha, mua về nó đi luôn, dùng ngay lập tức thôi đấy các bác ạ. Gầm của nó đây các bác nhìn này. Đấy, cái nhựa, cái ốp nhựa bảo vệ dưới gầm của nó vẫn còn nguyên. Đấy, vẫn còn nguyên luôn. Đấy, những cái chỗ mà nó trắng trắng này đấy.
là bên em đánh bóng nhá, đánh bóng thì cái bột đánh bóng nó chảy xuống đấy ạ, mình lau cái là hết ngay thôi. Máy móc đẹp, sáng và máy móc nổ rất là êm. Máy của xe nổ rất là êm nha các bác. Em mở capo ra cho các bác xem này. Đây, đây là phần khoang máy của chiếc xe, các bác nhìn xem này. Khoang máy đẹp chưa? Đây, khoang máy đẹp chưa? Capo đây. Máy số rất ngon, máy số cực chất các bác nhá. Bên em đã kiểm tra và test toàn bộ tình trạng chất lượng xe, đã test toàn bộ về máy và số rồi. Tất cả những vấn đề lỗi của chiếc xe đã kiểm tra hết rồi các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe các bác nhá. Đây, gập tiếp theo đi nữa này. Đấy, gập đây. Thậm chí là còn đẹp hơn cả những con xe đời cao luôn. Đúng không? À, vậy là em đã quay và giới thiệu cho toàn thể các bác thấy về chiếc xe này rồi. Các bác nếu muốn chốt, muốn sở hữu, muốn biết thêm thông tin chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Ba số hotline, ba số bên em đang kết nối dùng Zalo. Và địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Về giá chiếc xe này thì các bác mình cứ alo đi, kiểu gì cũng sẽ giá tốt, sẽ có một mức giá tốt nhất cho mình để mình mua với sao mức tiền hợp lý các bác nhá. Chất lượng xe thì tất nhiên nó cũng sẽ đi đôi với lại cái đồng tiền rồi. Và giá thì bên em làm sao sẽ cân đối đong đếm làm sao hợp lý nhất các bác nhá. Yên tâm là các bác mình sẽ vào việc và sẽ mua được chiếc xe này. Vâng. Ok ạ. Các bác mình vui lòng liên hệ nhá. Về vấn đề là thủ tục sang tên đổi biển, sang cả đăng ký. Vâng, bên em hỗ trợ cho mình nếu mình cần. Còn không thì có thể là làm giấy tờ mua bán công chứng. Còn bác nào muốn em bên em ship chuyển xe đến tận nhà cho thì bên em sẽ ship hỗ trợ giao xe đến tận nơi, tận địa chỉ các bác yêu cầu nhé. Rất đơn giản thôi. Có nhận thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ và có đổi xe, xe máy, xe ô tô đều đổi hết. Vâng, đổi tính giá trị và sẽ làm sao một đổi ngang, hai đổi cát các bác nhá. Vâng, video này thì em làm tới đây thôi. Các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook và nhấn follow trên kênh TikTok để cùng đồng hành và xem thêm những video mới, những chiếc xe khác của bên em các bác nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều.